Sau hơn 5 năm trốn truy nã bên Lào, được sự tuyên truyền, vận động của lực lượng công an và người thân, Trương Hoàng Vũ, sinh năm 1986, ở xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, đã từ Lào về Việt Nam và đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, năm 2017, Trương Hoàng Vũ bị Tòa Nhân dân huyện Hoàng Hóa kết án 27 tháng tù giam về tội đánh bạc. Tuy nhiên, trong thời gian hoãn thi hành án, Vũ đã bỏ trốn sang Lào sau một thời gian thông qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh xác định, trương hoàng vũ đang lần trốn tại tỉnh luông pha băng lào, thường xuyên giữ mối liên lạc với gia đình nên đã tích cực tuyên truyền để người thân kêu gọi đối tượng này về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. với sự kiên trì vận động của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, ngày 15 tháng 2 năm 2024, trương hoàng vũ đã từ lào về việt nam và đến cơ quan công an tỉnh thanh hóa đầu thú hiện phòng cảnh sát hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục và bàn giao đối tượng cho đơn vị chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật